Tham dự lễ khởi công có Đại tá Nguyễn Anh Dũng, tùy viên quốc phòng nước ta tại Campuchia và Đại tướng Nop Ratana, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh binh chủng pháo binh cùng đông đảo các tướng lĩnh, sĩ quan binh chủng pháo binh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Nhân dân và quân đội hai nước chúng ta luôn đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển và chung sống tốt đẹp. Lịch sử cho thấy hai nước chúng ta luôn kề vai chống kẻ thù chung. Khi nhân dân Campuchia hồi sinh trở lại, Việt Nam tiếp tục giúp đỡ nhân dân và đặc biệt là quân đội Campuchia chúng tôi trưởng thành vững vàng như ngày nay. Quân đội và đặc biệt là binh chủng pháo binh chúng tôi quyết tâm ủng hộ chính sách của chính phủ Hoàng gia với phương châm đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng, đặc biệt là với bạn Việt Nam. Hội trường doanh trại dành cho sĩ quan binh sĩ binh chủng pháo binh được xây dựng trên diện tích 350 m² với tổng trị giá hơn 90.000 USD, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Trước đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã hỗ trợ Bộ Tư lệnh Pháo binh Campuchia xây dựng một căn nhà 2 tầng làm trụ sở làm việc với tổng kinh phí trên 200.000 USD.